Cuộc thi tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng RISC Solution đã diễn ra từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tại Hà Nội. Cuộc thi do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF thông qua Quỹ Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo số, Viện Quốc tế Pháp ngữ và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp cùng các đối tác phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội để các bạn trẻ là chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng của Việt Nam thể hiện trình độ và năng lực của mình trong việc đề ra những giải pháp chiến lược nhằm phòng chống tội phạm trực tuyến. Tại cuộc thi, các thí sinh được cung cấp các script mã nguồn mở và miễn phí. Với bộ công cụ này, các thí sinh khảo sát các hệ thống tin học tương tự như các hệ thống được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, xác định các nguy cơ mà các hệ thống này phải đối mặt hàng ngày và xây dựng hoàn chỉnh những giải pháp để giải quyết những mối nguy tiềm ẩn. Có 11 đội đã có mặt tại vòng chung kết, các đội thi đã lần lượt trình bày ý tưởng của mình và trả lời những câu hỏi do ban giám khảo đặt ra. Kết quả, đội VNSEC đã giành giải nhất, giải nhì được trao cho đội Pule Ifi và giải ba thuộc về đội Sistak. Ba đội xuất sắc nhất nhận được số tiền thưởng giá trị lần lượt là 10.000 euro, 6.000 euro và 4.000 euro, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các chuyên gia đối với dự án trong một năm nhằm cải thiện và nâng cao giá trị của các giải pháp trong cộng đồng pháp ngữ.